cho các em. Mục đích của bài luyện tập 1 hôm nay là thấy được mối quan hệ giữa các khái niệm nguyên tử, nguyên tố hóa học, đơn chất, hợp chất và phân tử, đồng thời nắm chắc nội dung các khái niệm này. Bài luyện tập 1 có 2 phần. Thứ nhất, kiến thức cần nhớ, tìm hiểu về sơ đồ mối quan hệ giữa các khái niệm và tổng kết về chất, nguyên tử và phân tử. Phần thứ hai là bài tập. Về sơ đồ mối quan hệ giữa các khái niệm, chúng ta sẽ bắt đầu từ vật thể. Vật thể được chia thành hai loại là vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo. Các vật thể đều tạo nên từ chất, chất tạo nên từ nguyên tố hóa học. Dựa theo số nguyên tố hóa học tạo nên chất mà người ta chia chất thành hai loại, đơn chất và hợp chất. Đơn chất tạo nên từ một nguyên tố lại được chia thành hai loại là đơn chất kim loại và đơn chất phi kim. Chúng có hạt hợp thành là nguyên tử hoặc phân tử. Đơn chất kim loại dẫn được điện và nhiệt. Đơn chất phi kim không có những tính chất này, trừ than chì dẫn được điện. Hợp chất tạo nên từ hai nguyên tố trở lên. Hợp chất lại được chia thành hai loại là hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ. Hạt hợp thành là phân tử. Một số ví dụ về hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ. Tổng kết về chất, nguyên tử và phân tử. Phần đầu tiên, các em cần nhớ vật thể tạo nên từ chất hoặc hỗn hợp một số chất trộn lẫn vào nhau. Mỗi chất đều có tính chất vật lý, tính chất hóa học nhất định. Các chất đều tạo nên từ nguyên tử. Nguyên tử là các hạt trung hòa về điện, gồm hạt nhân bao gồm proton mang điện tích dương và neutron, và lớp vỏ tạo bởi các electron mang điện tích âm. Trong nguyên tử, số proton bằng số electron. Khái niệm tiếp theo cần ghi nhớ là nguyên tố hóa học. Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân. Để biểu diễn nguyên tố hóa học, người ta dùng ký hiệu hóa học. Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử được tính bằng đơn vị carbon, viết tắt là DVC. Cuối cùng, nội dung về phân tử. Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. Phân tử khối sẽ bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử có trong phân tử. Chú ý, phân tử là hạt hợp thành của hầu hết các chất. Riêng các đơn chất kim loại thì có hạt hợp thành là nguyên tử. Tiếp theo là hướng dẫn bài tập sách giáo khoa trang 30-31. Bài tập 1 có 2 phần. Phần A là xác định vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo và chất. Phần B là tách chất ra khỏi hỗn hợp. Ở phần A, chúng ta có các từ in nghiêng như chậu, nhôm, chất dẻo, cellulose, thân cây. Dễ dàng xác định được vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo và chất từ những từ in nghiêng này. Câu B, tách chất khỏi hỗn hợp. Làm thế nào để tách riêng mỗi chất trong hỗn hợp vụn rất nhỏ ba chất? Chúng ta sẽ dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lý. Dựa theo đề bài cung cấp, sắt có thể bị nam châm hút. Như vậy, đầu tiên chúng ta sẽ dùng nam châm và hút hết sắt ra ngoài. Dữ kiện tiếp theo đề cho là khối lượng riêng. Chúng ta biết nước có khối lượng riêng là 1 gram trên cm khối. Chất có khối lượng riêng lớn hơn 1 thì sẽ chìm trong nước, và chất có khối lượng riêng bé hơn 1 thì nổi trong nước. Vậy, cách tiếp theo để tách chất khỏi hỗn hợp ba vụn nhỏ này là sẽ cho các chất vào trong nước. Cụ thể, đầu tiên chúng ta sẽ đưa nam châm vào hỗn hợp. Sắt sẽ bị nam châm hút và chúng ta tách được sắt.
sau đó cho nước vào hỗn hợp. Gỗ sẽ nổi, còn nhôm thì chìm. Từ đó vớt được gỗ và qua phương pháp lọc sẽ thu lại được nhôm. Đó là cách tiến hành của bài 1B. Bài tập 331. Một hợp chất có phân tử gồm hai nguyên tử nguyên tố X liên kết với một nguyên tử O. Vậy phân tử khối của hợp chất sẽ bằng khối lượng của nguyên tử X nhân 2 cộng cho khối lượng của một nguyên tử O. Mặt khác, phân tử hợp chất nặng hơn phân tử hydrogen 31 lần. Có nghĩa là phân tử khối của hợp chất sẽ bằng 31 lần phân tử khối của hydrogen. Từ những thông tin đó, yêu cầu thứ nhất, tính phân tử khối hợp chất. Yêu cầu thứ hai, tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và ký hiệu hóa học của X dựa vào bảng 1 sách giáo khoa trang 42. Tiến hành giải bài 3. Dựa vào thông tin thứ hai chúng ta có, phân tử khối của hợp chất bằng 31 lần phân tử khối của hydrogen. Đầu tiên, chúng ta tìm phân tử khối của hydrogen. Biết phân tử hydrogen được tạo thành từ hai nguyên tử H. Vậy, phân tử khối của nó sẽ lấy khối lượng của một nguyên tử H nhân cho 2. Sau đó, để tìm phân tử khối của hợp chất, chúng ta sẽ lấy phân tử khối của hydrogen nhân lên cho 31. Mặt khác, phân tử khối của hợp chất lại bằng khối lượng của X nhân 2 cộng cho khối lượng của nguyên tử oxy. Từ đó chúng ta có khối lượng nguyên tử X nhân 2 cộng cho khối lượng của một nguyên tử oxy sẽ bằng 62. Giải bài toán tìm X. Xác định được X bằng 23. Tra trong bảng 1 trang 42 sách giáo khoa. Xác định được X thuộc nguyên tố sodium, ký hiệu hóa học là Na. Bài 4, trang 31. Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp. Để thực hiện bài này, chúng ta phải nắm vững lý thuyết. Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên được gọi là hợp chất. Những chất có phân tử gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau được gọi là đơn chất. Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Hợp chất là những chất có phân tử gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau. Hầu hết các chất có phân tử là hạt hợp thành, còn nguyên tử là hạt hợp thành của đơn chất kim loại. Cuối cùng, xét khẳng định sau gồm hai ý: nước cất là một hợp chất vì nước cất sôi ở đúng 100 độ C. Ý thứ nhất, nước cất là một hợp chất. Đây là một ý đúng vì nước cất được tạo thành từ hai nguyên tố là hydrogen và oxygen nên nước cất là hợp chất. Nước cất sôi ở đúng 100 độ C cũng là một ý đúng vì nước cất là chất tinh khiết có tính chất nhất định. Nó sôi ở đúng 100 độ C. Vậy chúng ta có hai ý đều đúng, nhưng ý 2 không giải thích cho ý 1. Chúng ta chọn đáp án D. Kết thúc bài luyện tập. Yêu cầu các em hiểu rõ sơ đồ mối quan hệ giữa các khái niệm, nắm vững các kiến thức liên quan đến chất, nguyên tử, nguyên tố, phân tử. Từ đó phân biệt được vật thể nhân tạo, vật thể tự nhiên, chất và hỗn hợp, đơn chất và hợp chất. Biết tách chất khỏi hỗn hợp dựa vào tính chất vật lý. Biết tính phân tử khối của chất. Biết xác định nguyên tố chưa biết dựa vào nguyên tử khối. Chúc các em học tập tốt!